Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin thế giới nóng nhất ngày 17 tháng 6 mà chúng tôi vừa cập nhật. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg tổ chức ở thành phố Saint Petersburg, Nga ngày 16 tháng 6, Phó Thủ tướng Alexander Novak giải thích việc giá dầu tăng cao kỷ lục và lạm phát phi mã hiện nay là do kế hoạch an ninh năng lượng yếu kém tại Mỹ và châu Âu. Ông dự báo kế hoạch giảm nhập khẩu dầu mỏ của Nga có thể dẫn tới khan hiếm các sản phẩm dầu trên thị trường châu Âu, và châu Âu sẽ phải trả thêm 400 tỷ đô la Mỹ vì giá năng lượng tăng và có thể phải đối mặt với tình trạng khan hiếm các sản phẩm dầu mỏ. Phó Thủ tướng Novak cho biết Nga có thể chuyển xuất khẩu năng lượng từ các khách hàng châu Âu để hướng đến các nước như Trung Quốc và Ấn Độ nhằm bù đắp những thiệt hại về doanh số bán dầu cho châu Âu. Trong buổi điều trần công khai ngày 16 tháng 6, Ủy ban điều tra về vụ tấn công đồi Capitol đã công bố nhiều chi tiết về những thúc ép của cựu Tổng thống Donald Trump với cấp phó Mike Pence để ngăn cản việc xác nhận chiến thắng sau khi kiểm phiếu cho ông Joe Biden. Sau cuộc điều tra kéo dài gần một năm, nhóm các nghị sĩ trong ủy ban này tìm cách chứng minh rằng việc ông Trump cương quyết từ chối kết quả bầu cử tháng 11 năm 2020 không chỉ là chuyện tức giận tức thì của kẻ thua cuộc, mà là chiến lược có suy tính để giữ quyền lực. Lãnh đạo 4 nước thành viên Liên minh châu Âu EU đang có mặt tại thủ đô Kiev của Ukraine ủng hộ ý tưởng ngay lập tức trao quy chế ứng cử viên EU cho Ukraine. Cả 4 chúng tôi ủng hộ trao quy chế ứng cử viên EU ngay lập tức cho Ukraine, hãng tin AFP dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại họp báo cùng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ý Mario Draghi và Tổng thống Romania Klaus Iohannis. Ông Macron cũng thông báo Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Ủy ban châu Âu dự kiến họp vào ngày hôm nay, ngày 17 tháng 6 để thảo luận về vấn đề này. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh quân sự này sẽ tăng cường các đơn vị chiến đấu dọc sườn phía đông của khối. Tại buổi họp báo sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến sẽ diễn ra ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 6. Ông Stoltenberg cho biết, biện pháp này có nghĩa là sẽ có thêm nhiều đội hình tác chiến được NATO triển khai để tăng cường cho các đơn vị chiến đấu của chúng ta ở sườn phía đông của liên minh. Sẽ có thêm nhiều hệ thống phòng thủ trên không, trên biển và trên không gian mạng, cũng như các kho dự trữ vũ khí và thiết bị được thiết lập sẵn. Một nhóm thành viên của đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ thúc giục chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Cuba để hỗ trợ phân phối vaccine COVID-19 của nước này trên toàn thế giới. Các nghị sĩ kêu gọi đảm bảo rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ không cản trở những nỗ lực hiện tại hoặc tương lai của Cuba trong công tác chia sẻ vaccine COVID-19. Nhiều quốc gia có thu nhập thấp không đủ khả năng mua vaccine, hoặc những nơi có điều kiện khó khăn trong công tác phân phối rộng rãi vaccine, chẳng hạn như quy trình bảo quản lạnh. Công ty Tesla đã tăng giá một số sản phẩm thêm từ 3.000 đến 5.000 đô la Mỹ do chi phí cung ứng tăng vọt và tỷ lệ lạm phát cao ở Mỹ. Lạm phát ở Mỹ lên đến mức kỷ lục và chi phí nguyên liệu phục vụ sản xuất phương tiện giao thông trở nên đắt đỏ hơn. Các sản phẩm như nhôm và lithium là một phần của pin xe điện đều tăng giá. Hồi đầu năm 2022, giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk cho biết giá lithium đã tăng rất mạnh và công ty thực sự có thể phải tham gia trực tiếp vào quá trình khai thác và tinh chế trên quy mô lớn nếu chi phí không được cải thiện. Đầu năm nay, Tesla đã tăng giá các mẫu xe của hãng tới 2 lần trong một tuần. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.